Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong tuần. Thưa quý vị, trước hết là một bản tin từ San Francisco, California. Thị trưởng San Francisco đã hứa hẹn sẽ có chương trình mạnh mẽ để dẹp bỏ tình trạng người vô gia cư cắm lều ở ngay sát đường đi lại và sẽ khởi sự tại một khu vực của thành phố trong tuần này. Thị trưởng Mark Farrell nói rằng thành phố đã đi quá đà khi từ thái độ cảm thông với thành phần vô gia cư để sang đến việc tiếp tay cho họ. Và với tư cách là người lãnh đạo thành phố, ông không thể chấp nhận điều này. Thành phố San Francisco dự trù sẽ có chiến dịch càn quét khu vực Mission District trong tuần này để dẹp các lều dựng dọc theo vỉa hè. Khi là nghị viên hội đồng thành phố, ông Farrell từng đưa ra luật cho phép thành phố được dẹp lều của người vô gia cư, miễn là cho họ ở nơi khác và cho biết trước một ngày. Đài truyền hình địa phương KTVU cho hay trước đây từng có các đợt càn quét, nhưng những người này lại quay trở lại ít ngày sau đó, hoặc chỉ rời ra xa hơn một tí mà thôi. Ông Farrell nói rằng, lần này sẽ khác hơn các lần trước, vì thành phố dự trù sẽ có biện pháp rõ rệt để bảo đảm rằng những người này không quay trở lại. Tin từ California, công việc kinh doanh của Google ngày đang lên, mặc dù đã có những lo ngại liên quan đến chuyện bảo vệ dữ kiện cá nhân. Theo CNN, công ty Alphabet, công ty mẹ của Google, hôm thứ Hai đã cho biết lợi nhuận của họ đạt tới 9.4 tỷ trong 3 tháng đầu năm 2018, so với 5.4 tỷ cùng thời kỳ này năm ngoái. Lợi nhuận này có được chủ yếu là do quảng cáo trên Google tăng lên. Doanh số của Google trong 3 tháng đầu năm nay tăng 26% lên tới 31.1 tỷ. Trong số này, quảng cáo chiếm 26.6 tỷ. Ngoài ra, công ty Alphabet cũng được lợi nhờ thuế dành cho các doanh nghiệp giảm xuống còn 11% so với 20% hồi năm ngoái. Dù lợi nhuận tăng, cổ phiếu của Google hôm thứ Hai lại không tăng. Google là công ty kỹ thuật đầu tiên báo cáo lợi nhuận năm nay kể từ sau vụ Facebook bị tố cáo không bảo vệ thông tin riêng của khách hàng qua vụ công ty Cambridge của Anh sử dụng thông tin này để ảnh hưởng bầu cử Mỹ hồi năm 2016. Tin từ Phoenix, Arizona, các giới chức y tế Hoa Kỳ hôm thứ Sáu vừa qua đã kêu gọi mọi người quăng vào thùng rác bất cứ loại rau xà lách romaine nào mua ở chợ về mà còn để trong nhà và cảnh báo các nhà hàng không nên sử dụng loại rau này. Trong lúc có dịch bệnh liên quan đến vi khuẩn E. coli, làm hơn 50 người bị bệnh tại nhiều tiểu bang, Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật CDC gia tăng cảnh báo liên quan đến loại rau romaine bị hư xuất xứ từ tiểu bang Arizona, nói rằng thông tin liên quan đến các loại bệnh mới làm cho họ phải cẩn thận hơn và kêu gọi mọi người đừng ăn loại rau này dưới bất cứ hình thức nào nếu được thu hoạch và đóng gói tại thành phố Yuma. Cho đến nay, CDC chưa tìm được nguyên nhân tại sao loại rau này lại bị nhiễm vi khuẩn. Trước đó, CDC chỉ đưa ra cảnh báo đối với các loại rau xà lách romaine cắt nhỏ sẵn hoặc các loại xà lách cắt sẵn có trộn với loại rau này. Nay thì CDC gia tăng cảnh báo với cả rau chưa cắt. Người bị dính vi khuẩn E. coli có thể bắt đầu có triệu chứng từ 2 cho đến 8 ngày sau khi bị nhiễm, mặc dù hầu hết bệnh nhân bị bệnh từ 3 đến 4 ngày sau khi tiêu hóa. Các triệu chứng này bao gồm bao tử bị quặn thắt, tiêu chảy và ói mửa. CDC khuyến cáo rằng khi mua romaine, người tiêu dùng nên bảo đảm chắc chắn rằng loại rau này không có nguồn gốc từ Yuma. Rau romaine trồng ở vùng bờ biển và miền trung California cũng như Florida và miền trung Mexico thì không bị nguy hiểm. Theo Hiệp hội Tiếp thị Sản phẩm Nông nghiệp, tin từ Georgetown, Massachusetts, một cặp vợ chồng ở tiểu bang Massachusetts hiện đang phải kiếm một trường mẫu giáo khác cho đứa con gái 4 tuổi vì nơi em nhỏ này đang học cấm không cho dùng từ ngữ bạn thân nhất. Bà Kristen Hartwell cho hay, con bé gái của bà, bé Julia, có vẻ buồn bã khi từ trường Pentucket Workshop Preschool ở Georgetown về nhà. Em bé nói với mẹ rằng em buồn vì cô giáo nói từ nay không được gọi một trong những người bạn học của mình là bạn thân nhất nữa. Giới chức trường không có lời bình luận gì khi được hỏi về điều này. Tuy nhiên, trong một lá thư gửi cho gia đình Hartwell, họ cho hay rằng theo kinh nghiệm của chúng tôi thì việc sử dụng từ ngữ bạn thân nhất, best friend, ngay cả khi được sử dụng trong sự thân mật,
cũng có thể khiến các đứa trẻ khác cảm thấy bị gạt ra ngoài. Bà Hartwell gọi lệnh cấm này là quái gở và quá đáng. Bà cho rằng trẻ nhỏ phải được bày tỏ cảm tình của chúng đối với bạn bè xung quanh. Quý vị vừa theo dõi một vài bản tin vắn trong tuần. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.